Thì cách sử dụng cũng rất là đơn giản thôi đó, mình bôi trực tiếp lên lên thân lên lên chân tóc nè. Và chân tóc rồi thì chúng ta massage nhẹ nhàng. Thì em này mình sử dụng thường xuyên nha mọi người, mình có thể sử dụng 2 lần một ngày luôn, công dụng rất là hiệu quả. Rất là bồng bềnh luôn, mọi người có thể thấy tóc con của Thi nè mọc lên rất là nhiều luôn mọi người ạ. Thành phần của Herbario là từ vỏ bưởi và bồ kết, thì các bạn cũng biết công dụng của vỏ bưởi bồ kết rất là tốt đúng không nè, nên là các bạn hãy yên tâm nha.